Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lợi Minh nha. Sáng hôm nay 25 đi tảo mộ, đói bụng quá thì mình chạy qua đây mình ghé mình ăn mẫu bánh mì. Các bạn thấy cái cuộc sống ở quê nhà, bữa nay là 25 Tết, ổ bánh mì có 10.000 thôi, mà người dân Nam Bộ nói chung và người dân Nam Bộ nói riêng và người dân cả nước mình nói riêng, người ta rất là hiếu khách. Khi mình ăn quả bánh mì xong ngon quá, rồi cái vô gót cho mình ly nước trà uống nữa. Anh chị và các bạn thấy cái khung cảnh Tết ở quê nhà của ngày 25, bữa nay là bắt đầu họ cúng kiến, dọn dẹp nhà cửa, hoa mai bắt đầu gần nở, đường xá thì rất là sạch sẽ. Ở đây là một cái vùng ngoại ô của Mỹ Tho, nhưng mà rất là tuyệt vời anh chị các bạn. Thì mình cũng đi tảo mộ, về quê tảo mộ, cho nên ghé ăn ổ bánh mì thấy ngon quá, cầm live stream để anh chị các bạn thấy cuộc sống ở quê nhà luôn luôn yên bình và hạnh phúc. Người dân đang được sống trong một cuộc sống rất là tốt anh chị các bạn, chứ không phải giống như những cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước nó thiên truyền đâu. Cực kỳ tốt, tôi phải nói là cực kỳ. Theo cái nhận định của tôi thì thời gian cũng có hạn, mình đi mình gặp cái gì hay hay mình live stream để cho những cái người Việt ở hải ngoại họ nhìn thấy rằng đất nước đã và đang đổi mới phát triển từng ngày và từng giờ, cuộc sống ở Việt Nam càng lúc càng tốt hơn, chứ không phải giống như những cái sự tiên truyền của những thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước. Cho nên bà con kiều bào là những người mà có tấm lòng với quê hương đất mẹ Việt Nam luôn luôn vang tay chào đón quý vị trở về với quê hương. Cái Tết ở quê nhà rất là đẹp, cái Tết quê hương, Tết cổ truyền, Tết đem đến cho mọi nhà những cái mùa xuân đang tươi thắm, rất là hay. Một phong tục tập quán của người Việt của mình rất rất là hay, mà dù các bạn có đi phương trời nào đi chăng nữa không bao giờ tìm thấy được những cành hoa mai, hoa đào và hoa cúc, hoa vạn thọ, những cái loài hoa đang nở đua nở trong cái mùa xuân của năm mới Tết ở quê nhà rất là tuyệt vời. Thôi lại bên like tới đây, xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn, hẹn gặp like sau. Hello, xin chào các đồng chí, anh chị các bạn thân mến của Lâm Minh. Mình về quê tảo mộ ông bà. Anh chị các bạn thấy đó, ở quê hương là cái ngày tảo mộ rất là quan trọng. Đấy, con cháu tụ họp về mồ mả ông bà. Ở đây là những cái vùng thuộc về Mỹ Phong. Anh chị các bạn thấy quê hương mồ mả ông bà được dung đắp để con cháu trở về sau một năm làm ăn thành công hay thất bại gì cũng vậy. Ở miền Nam như vậy là không có bằng ở miền Trung đâu nha anh chị. Miền Trung tôi về quê nội đó, chàng ơi, tảo mộ linh đình lắm. Thật ra thì tôi là họ Lê. Bữa nay tôi tiết lộ cho một số người biết. Tôi là họ Lê, dòng họ Lê của tôi rất là lớn, bề ngoài miền quê đó. Thì tảo mộ vào thường thì vào tháng 3, mà đó là tảo mộ gia tộc, rồi dòng họ nữa rất là lớn. Còn trong đây là dòng họ bên ngoài. Các bạn thấy ở quê nhà rất là đẹp. Bởi vì đi đâu đi đừng có bỏ quê hương của mình. Chị các bạn thấy người ta trồng hoa này. Đẹp không? Hoa này là chuẩn bị cho mấy ngày tường Tết. Rất là đẹp. Này, con cháu về chùi rửa mồ mả ông bà. Đây là một cái ý nghĩa rất là tốt. Các bạn thấy ở nước ngoài chết rồi thì nhiều khi nó giống như là
cắt bụi về cắt bụi thôi, nhưng mà màu mã thì không có giống như bên Việt Nam mình. Ở trong Nam là chỉ đơn giản thôi, họ không có cầu kỳ màu mã dữ quá giống như miền Trung. Miền Trung thì có hệ thống hàng ngang hàng dọc, xây màu mã cũng vậy, nó có cái hệ thống hết. Còn các bạn thấy đây là ba mình cũng nằm ở đây, ông anh cũng nằm ở đây, cậu, ông nội bà nội, ông cố nội bà cố nội đều nằm ở đây hết. Các bạn thấy những người ngày xưa, ông bà cố mà chiến tranh thì không có là xây mồ mã được, cho nên mất ở đâu thì cứ làm cái nấm vậy thôi. Chôn hồi xưa là chiến tranh ở mấy vùng này, vùng hẻo lánh mà anh chị em các bạn biết, thì chôn nhiều khi có cái nấm vậy là mừng rồi. Rồi sau này con cháu mới gom về lại một chỗ như vậy. Ông cậu mua miếng đất cũng lập cái nghĩa trang cho dòng họ bên này. Dòng họ mình bên này là dòng họ Nguyễn. Bữa nay mình tiết lộ hai cái dòng họ luôn. Thế nào giờ mình không có nói đâu. Tại giờ ai cũng biết Lợi Minh hết rồi. Chứ hồi xưa mình giấu dữ lắm. Mình về trong này là mình họ Nguyễn. Cái họ của mình gốc là họ Lê. Ba mình ngày xưa cũng đi theo cách mạng rồi, sau này già rồi cũng mất ở trong Nam, vào trong này gặp má mình. Má mình là dân ở khu vực này, dân ở Mỹ Phong. Dân Mỹ Phong. Anh chị các bạn thấy không, này cháu mà mình gọi là đời thứ ba rồi đó nha. Cháu kêu tới bằng ông không. Mình về bên nội kìa. Chàng ơi, cháu đời thứ bốn luôn, thứ năm luôn. Nhiều khi về đông con cháu, dòng họ gia tộc. Nhiều khi mấy đời trước mà mình không biết. Các bạn biết khi mấy đời trước mình không biết mà mình về. Mình về rồi cái mới biết lại là trong cái dòng họ gia tộc. Nó hay cho đó. Có sổ sách đồ gia phả. Đây, quê hương là như vậy. Các bạn thấy cái này là cái kim tỉnh của má mình đã xây cho bà rồi. Bà sẽ nằm ở đây, tại vì má mình năm nay cũng 88 tuổi rồi, bệnh thì đi không biết lúc nào. Mình xây kim tỉnh xong rồi, xây kim tỉnh hồi năm ngoái, mua hàng gương rồi để sẵn hết. Bà nằm xuống thì đi thôi. Các bạn thấy con cháu mình, mấy đứa nó giỏi lắm nha, mấy đứa bên ngoài giỏi lắm. Tại gia không, nó là kinh doanh rất là lớn, công ty của nó bởi cái tên Lưu Chỉ Đạo mà đi kiếm đi kiếm một Lợi Minh mà. Chỉnh Lê Hoài Nam rồi đi kiếm Lợi Minh á, kiếm hoài không nổi. Lùng lên luôn khoan rồi. Mà không cái đám cháu mình mà nó ra nó dí mấy tên đó ăn cái là ngồi đó chỉ khóc thôi. Tụi nó là dân kinh doanh làm ăn lớn lắm ở tại Tiền Giang, Mỹ Tho này chứ không phải giỡn đâu. Tại mình lên hồi nào giờ mình cũng giấu, không có nói chuyện gia đình cá nhân anh chị con. Thì bữa nay thì mình mới chia sẻ chuyện quê hương đất nước. Mình về, mình yêu đất nước Việt Nam này. Mình thấy không có nơi đâu mà bằng ở Việt Nam quê hương mình anh chị các bạn. Là mình có điện thoại rồi. Cho nên anh chị em các bạn thông cảm, mình sẽ like tiếp phần sau nha. Bye 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 bye. Tiện anh ha. Ông bà ngoại rồi cậu mợ rồi anh bảy rồi anh dọn hết gì đây. Quê hương các bạn thấy. Bàn thờ của gia dòng họ bên ngoại mình này, đây là ông anh thứ 9, anh làm cái bàn thờ. Hôm nay là 25 Tết, hay Việt Nam mình cái phong tục tập quán rất là hay.
thì con cháu biết về với ông bà tổ tiên, đi đâu đi cũng về quê hương ông bà, ngày lễ ngày giỗ truyền thống tuyệt vời. Ông chơi toàn đồ cổ, đồ ông sưu tầm thứ dữ. Anh cất riêng một cái nhà để thờ cúng đẹp lắm đấy, đâu ra đó. Đây là cái biệt phủ của ông. Biệt phủ của ông á, ngộ không á, đấy cái giường kiến của anh đẹp lộng lẫy luôn. Hồ bơi anh mới xây xong á, hổng khai chưa, hổng tăng gia hổng. Nãy là đi tảo mộ xong rồi về đây là cúng à. Cái biệt phủ này là cuối tầng là mấy đứa con cháu của ảnh, cháu nội nó về à. Cái chỗ này giống như ngồi để tiệc tùng đồ tiếp khách Việt Nam vậy thôi, bỏ quê hương tổ quốc ra đi làm gì mà có được những cái cảnh như vậy. Mấy ngày lễ ngày Tết đó, hồi nữa là nó tảo mộ xong rồi về con cháu gia đình họp lại. Cái này bên ngoài mình đẹp lắm, Việt Nam vậy. Bởi vì tôi nói tiếc cho những người họ sống họ sinh ngoại, mình tiếc khủng khiếp luôn chị ạ. Tại họ không có suy nghĩ một cách chín chắn, họ sống họ chỉ nhìn họ ý cái họ có cái sức mạnh đồng tiền họ bung ra, bị mấy thằng tư bản tài phiệt Mỹ nó dụ hết. Tôi hứa tôi sẽ chia sẻ với anh chị em các bạn là có những người đi tìm giấc mơ Mỹ, giấc mơ ở Canada đó. Tôi hứa tôi sẽ giải thích mà anh chị em các bạn nghe không mê nữa thôi. Tôi bảo đảm cái đề tài đó rất là hay, rất là hay. Bởi vì có nhiều người bị xa lầy khi mà tụi tư bản nó marketing rất là giỏi, rồi mình bị vướng vào trong đó. Bao nhiêu tiền của mình bị tư bản cuối cùng nó hốt mẹ chưa. Làm được bao nhiêu năm trời dành dụm được ở quê nhà, tiền bạc giàu có đại gia sung túc, tự nhiên qua Mỹ, qua Canada, qua cuộc sống hải ngoại rồi dâng vô vách hết. Tôi nói chị bạn, thằng tư bản không phải dễ ăn với nó đâu. 1% tài phiệt của tụi nó điều khiển cả cái thế giới này, không đâu bằng quê hương mình hết á. Các bạn thấy như vậy nè, sống sướng thấy bà cổ luôn, làm ăn dành dụm được, có tiền đi, bây giờ có tiền đi đâu chơi cũng được, đi khắp thế giới, bỏ ra vài trăm ngàn đô đi chơi đã rồi đi về không sướng. Tự nhiên qua xứ người ta rồi đổ tiền đổ của trôi hết, tương lai nhiều khi con cái của mình không biết có đạt được không nữa. Trước mắt thì thấy nghe hào nhón. Thôi lời mình xin dừng đây, chúc anh chị các bạn ở quê nhà có năm mới an khang và thịnh vượng, bà con kiều bào, những người có tấm lòng với quê hương tổ quốc ăn Tết xa quê hương và luôn luôn hướng về với quê hương, cùng chung nhau xây dựng đất nước này ngày một tốt đẹp hơn và vạch mặt những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước. Chúng nó là những cái thành phần vô lồi, không xứng đáng làm người Việt Nam. Chúng ta là những người con của đất mẹ, chúng ta yêu mảnh đất quê hương này, và mảnh đất quê hương này đang phát triển và đổi mới hàng ngày và hàng giờ để cho con cháu sau này nó có một cái đất nước tốt đẹp hơn. Những thế hệ sau này nó sẽ làm tốt hơn, chứ không phải lên trên này rồi vì những đồng tiền dơ bẩn rồi xuyên tạc chống phá đất nước, không thể chấp nhận được.
tôi nói anh chị các bạn không thể chấp nhận. Những người nào mà chấp nhận điều đó thì tôi nói là cũng giống như sướng ca vô lời. Đấy, các bạn thấy quê hương về thôi chứ còn đòi gì nữa. Mà không có vườn kiển của ông này ấy, ổng thôi là đây. Thôi xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye.